Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Sofa Club. Đó là Giải Bẫy Đùa, chiếc máy đang gọi dậy sóng ở thị trường giá rẻ, phân khúc 4-5 triệu đồng ngay thời điểm này. Bởi vì rất nhiều trang bị và cấu hình cao cấp của chiếc máy này không nằm ở mức giá chỉ 5 triệu đồng. Nhưng mà đó là Giải Bẫy Pro, đàn anh của Giải Bẫy Đùa, chiếc máy bên cạnh mình. Chiếc Giải Bẫy Pro này vừa có một đợt giảm giá mạnh xuống còn chỉ khoảng 5 triệu đồng. Vô hình chung khiến cho người dùng lại bị băn khoăn, không biết lựa chọn chiếc máy Samsung nào ở phân khúc từ 4-5 triệu đồng. Vậy nên hôm nay mình ngồi ở đây để giải quyết cây câu hỏi đó. Với 5 triệu đồng thì nên mua Giải Bẫy Đùa hay Giải Bẫy Pro? Trước tiên thì tên hai chiếc máy khá là giống nhau, đều thuộc series J7. Nhưng mà đối tượng khách hàng Samsung hướng tới là hoàn toàn khác biệt, nên thế mạnh của mỗi sản phẩm là khác nhau hoàn toàn luôn. Với J7 Pro chúng ta có một chiếc máy kim loại nguyên khối, sang trọng và hoàn thiện vô cùng cao cấp. Trong tất cả những sản phẩm thuộc dòng J trước đến giờ thì thiết kế của J7 Pro phải nói là thuộc hàng top về độ đẹp. Ngoài ra thì lớp vỏ kim loại này cũng chắc chắn và bền bỉ hơn rất nhiều. J7 Pro còn vượt trội đàn em ở màn hình Super AMOLED với độ phân giải là Full HD. Cơ màu sắc, độ chi tiết, độ nét đều vượt trội cái màn hình HD của J7 Duo. Tuy nhiên thì J7 Duo lại mạnh hơn ở khe khá điểm. Đầu tiên phải nói đến chính là hiệu năng. Chiếc máy này đang chạy chip Exynos 7884, một phiên bản hạ xung nhịp nhẹ của 7885. Điểm AnTuTu mình chấm cũng lên tới gần 100.000. Trong khi J7 Pro chỉ đạt được khoảng 60.000 điểm. Tương quan giữa hai chiếc máy này là rất khác biệt về mặt hiệu năng. Do vậy các bạn đang tập trung vào những tác vụ thông thường, không chơi quá nhiều game nặng thì J7 Pro vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên với mức giá này, nếu các bạn muốn một chiếc máy có thể chơi được Liên Quân Mobile, chơi được PUBG Mobile thì J7 Duo mới là sự lựa chọn sáng suốt hơn. Tiếp đến là phần camera thì hai chiếc máy này đi theo hai hướng khác biệt nhau. J7 Pro nhờ có khẩu độ lớn hơn lên tới f/1.7, do vậy nên khả năng chụp thiếu sáng, xử lý noise và tăng tốc độ chụp trong những điều kiện đặc biệt sẽ xử lý tốt hơn rất nhiều so với J7 Duo. Cái khẩu độ chỉ dừng ở mức f/1.9. Tuy nhiên, J7 Duo lại là chiếc máy rẻ nhất của Samsung được trang bị Dual Camera. Với cụm camera kép này sẽ giúp chúng ta xử lý trong nhiều tình huống đặc biệt, có thể chụp được xóa phông, chụp được ảo bokeh. Do vậy, với camera, nếu các bạn ưu tiên chụp thiếu sáng, low light thì J7 Pro là sự lựa chọn dành cho bạn. Còn nếu các bạn thích nhiều tính năng độc đáo, mới lạ thì J7 Duo là sự lựa chọn sáng suốt hơn. Ngoài ra thì mình cũng khá thích chiếc J7 Duo ở việc được trang bị vỏ nhựa, do vỏ nên trọng lượng của máy khá là nhẹ. Đồng thời với đó là việc tháo được nắp lưng giúp mình có thể thay pin. Và mình hay nói vui là chiếc máy này là chiếc máy sạc nhanh nhất của Samsung, bởi vì nó có khả năng sạc đầy viên pin 100% chỉ trong vòng khoảng đúng 10 giây mà thôi. Cộng thêm một điểm nữa thì J7 Duo là chiếc máy mới hơn. Do vậy nên khi được bán ra đã được cài sẵn Android 8.0 cùng với giao diện Samsung Experience mới nhất. Trong khi đó thì J7 Pro vẫn đang chờ đợi phiên bản Android mới này. Về mặt bảo mật thì hai chiếc máy đều được hỗ trợ bảo mật mở khóa bằng vân tay một chạm, tích hợp vào phím home ở mặt trước, rất thuận tiện cho thao tác. Nhưng J7 Duo còn nổi bật với khả năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt cực kỳ thời thượng, nhận diện cực kỳ nhanh và tiện. Mình chỉ cần bấm mở máy thì gần như đã mở khóa được luôn. Tính năng nhận diện khuôn mặt này có thể khi lên Android 8, J7 Pro cũng sẽ được sở hữu. Nhưng mà tạm thời, một điểm cộng về mặt bảo mật dành cho J7 Duo. Bên trên là tất cả những cái phân tích của mình về J7 Duo và J7 Pro. Ở phân khúc 5 triệu đồng này thì vấn đề lại quy về nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn cần một chiếc máy có thiết kế nguyên khối sang trọng, camera chụp đêm tốt và đặc biệt là một cái màn hình cực kỳ xuất sắc thì J7 Pro chính là sự lựa chọn sáng giá nhất. Tuy nhiên, nếu bạn cần một chiếc máy có Android 8.0, cấu hình mạnh để chơi game, tháo được nắp lưng và đặc biệt là có camera kép để chụp được ảo bokeh thì J7 Duo chính là sự lựa chọn dành cho bạn. Mong rằng những thông tin mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay thật sự hữu ích đối với các bạn trong việc lựa chọn máy trong tương lai. Đừng quên like, share, subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào đến từ Sofa Club. Xin chào và hẹn gặp lại.